Ngay sau đây sẽ là một tiết mục mà tất cả các bạn trẻ đều đang chờ đợi. Trước khi đến với thầy của Lương Gia Huy, chúng ta rất hâm mộ thời gian gần đây ca khúc Ngắm Hoa Lệ Rơi. Bây giờ thì trước khi gặp Ngắm Hoa Lệ Rơi thì Ngắm Huy và chủ nhân của ca khúc này một ca khúc trước, đó là một bài hát nhạc hoa lời Việt, ca khúc có tựa đề Tình Phai Đêm Nay. Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị, anh chị và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được chúc cho live show của người anh Lương Gia Huy sẽ có thật nhiều thành công. Và mong rằng là anh sẽ mang đến cho khán giả thật nhiều những niềm vui và sự đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đêm khuya rồi, vỗ tay mạnh mạnh hơn nữa được không ạ? Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng, tình phai theo lời hứa rêu phong. Em yêu hỡi, em đâu có biết gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng. Rồi khi nhớ, khi buồn em khóc, nước mắt nào nặng nề đã vậy. Rồi khi đắm say tình yêu mới, em có còn nhớ chuyện ngày xưa? Và mai mốt ôm đàn sang bên, em có nhớ khi mình đắm say? Xa vắng tình phai theo lời hứa rêu phong. Em yêu ơi, em đâu có biết gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng. Rồi khi nhớ, lòng anh vẫn nhớ. Hey, hey, okay. Hey.
từ từ. Ban nhạc có thể dừng lại một chút được không ạ? Chúng ta có thể hát chung với nhau một đoạn được không ạ? Tại vì Phong thấy là từ nãy tới giờ thì các bạn rất là sung rồi, nhưng mà hình như là thiếu một điều gì đó để làm cho khán giả có thể bớt buồn ngủ trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ như thế này, bài hát này thì Phong nghĩ rằng là nó đã quá quen thuộc với tất cả những ai đến đây trong buổi tối ngày hôm nay. Thế nên là các bạn có thể hát chung với nhau một câu được không ạ? Để thử xem nào. Xa nhau, xa nhau. Nhớ này có vẻ nhớ hơi ít, phải không? Một lần nữa xem nào các bạn ơi. Xa nhau, xa nhau. Tiếp tục nào. Xa nhau, nhưng trong lòng anh vẫn yêu em. Xa nhau, nhưng trong lòng anh vẫn nhớ.